Đây là khung cảnh của Đỏ Giải. Lượng khách đi rất là đông. Vậy thì đối với những người lái mới thì trong trường hợp này thì cũng rất là ngại phải di chuyển lên xuống đò phà khi mà đông người như này. Trong trường hợp này thì chúng ta rất bình tĩnh. Nguyên tắc là khi xuống đò phà thì ô tô phải xuống trước. Tuy nhiên lượng xe máy và cũng một phần do ý thức của bà con thì ở cái địa điểm này thì luôn là xe máy họ được xuống trước, ô tô xuống sau. Và như vậy là rất là tiềm ẩn cái nguy cơ nếu mà xảy ra sự cố thì hậu quả rất lớn, bởi là lượng người xe máy đã ở rất đông ở dưới phà rồi, mà ô tô xuống sau thì cũng rất là nguy hiểm. Bởi khi mà nhầm lẫn chân ga chân phanh thì không biết là hậu quả như thế nào. Đi số 1 tôi nhận. Và hôm nay rất may là thủy triều lên cao cho nên là không quá khó khi mà phải lên trên bến phà này. Chúng ta chỉ cần đánh chéo lái một chút là có thể lên một cách dễ dàng mà không bị kịch gầm. Và từ từ là dừng lại khi mà đã tiến sát và có người điều hướng dẫn và đỗ xe. Hiện tại bây giờ là có rất là nhiều xe ô tô cho nên là phà là phải hướng dẫn đỗ xe một cách rất sát với lại xe bánh, với khoảng cách khoảng vài phân thôi, rất là sát với lại người xe bánh. Cho nên là những ai mà non tay lái thì có thể là rất là nguy hiểm. Phía trước là một đội một người xe máy rất lớn. Người mà lái xe đằng sau thì họ phải đỗ sát với lại cái xe đằng trước như thế này để mà có đủ cái khoảng cách an toàn khi mà đò di chuyển. Và các bạn lưu ý là khi mà dừng đỗ xe thì chúng ta phải kéo phanh tay, rất khoát là phải kéo phanh tay để đảm bảo an toàn khi mà phà di chuyển trên sông nước. Rất mong là các bạn lái mới, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì hết sức bình tĩnh khi mà lên xuống phà trong cái đợt mà đông người, trong cái trường hợp mà đông người, đông xe máy, đông xe ô tô như này thì hết sức bình tĩnh. Và như vậy là phà thì đã cập bến, và cũng theo quyết định thì khi mà lên phà thì xe máy được phép là lên trước. Khi nào mà hết xe máy rồi thì ô tô mới được phép lên để đảm bảo an toàn. Bên phía đằng này thì đường lên hơi dốc cho nên là chúng ta phải đánh chéo lái, chúng ta đi sát vào mé rìa này. Sau đó là khi mà đến ranh giới giữa lưỡi phà và bến thì chúng ta đánh lái mạnh sang bên tay phải. Còn một số xe máy họ ở đằng sau ô tô nên là bây giờ họ mới di chuyển lên được. Sau khi mà hết xe máy rồi thì chúng ta đánh chéo sang lên một cách rất là nhẹ nhàng. Chúc các bạn lái mới khi mà gặp những trường hợp mà lên xuống phà mà đông người thì bình tĩnh, tự tin và lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khi mà chúng ta di chuyển vào cái con đường mà rất nhỏ, hẹp mà hai
hai bên là cánh đồng. Như thế này thì lái xe cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt là trời tối nữa. Vâng, ở đây lại gặp cái trường hợp xe ngược chiều, chúng ta phải dừng lại ở cái điểm mà đường rộng nhất. Xin lưu ý các bạn là khi mà đi vào những con đường bê tông này thì, mà đặc biệt lại đường bê tông giữa hai bên là cánh đồng này thì cũng rất là nguy hiểm, bởi hai bên đều là những cái cạnh của đường bê tông và không hề có tường, và cỏ mọc um tùm hai bên và rau cỏ, nên chúng ta cũng không thể biết được là cái cạnh của cái đường bê tông nó ở ranh giới nào, khi chỉ cần chạch bánh xuống dưới là có thể là đặt xe xuống dưới cánh đồng. Nên chúng ta cần hết sức là chính xác, và đặc biệt là khi mà gặp những cái xe mà có đèn pha rất là sáng thì chúng ta cũng không thể nhìn được cái đường đi của mình nó như thế nào. Vậy tuyệt đối là khi đi vào những đường này thì không nên pha đèn, mà không ai cho phép pha đèn ở những con đường như này cả. Bên này thì có thể là có cái dãy hàng cây, nhưng bên này thì không hề có cây nào cả, mà đều là cái góc cạnh đường. Và những cái xe máy thì họ đi hết sức là chậm và lép vào sang bên để ô tô có thể đi. Và chúng ta đi với tốc độ vừa phải, không đi nhanh quá để mà có thể điều chỉnh được cái hướng lái của mình. Và khi mà có những cái xe máy mà họ đi đằng sau quá lâu thì mình có thể là xi nhan để cho họ biết rằng là mình cho phép họ vượt, và cũng không được đánh giáp rìa quá, không thì bánh xe của mình sẽ chạy xuống dưới. Hai bên là hai góc cạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể là chạy bánh xuống dưới. Các bạn lái mới cũng hết sức lưu tâm. Và chúng ta đã di chuyển qua một cái đoạn đường bê tông nhỏ, chỉ đủ một chiếc ô tô và một xe máy tránh nhau, với hai bên là cánh đồng, và trong trường hợp là trời tối